Phương án 1 là mọi người úp hai mặt phải vào nhau và để cái lá thiên ở bên dưới và để cái mặt mếch ở bên trên. Và mọi người sẽ nhìn thấy này, cái đường này mọi người sẽ may nối tiếp nó ra ngoài. Làm nữa. Lúc này mọi người lại mũi nhé. Và mình sẽ may làm sao cái kim của chúng ta sẽ cách cái mếch này khoảng 1.5 ly. Tùy vào độ dày mỏng của mếch nhé. Nếu như mọi người muốn nó khít hơn thì mình có thể vặn cái này nhỏ hơn một chút. Đó. Nhỏ hơn một chút không có nghĩa là mà mau dít nhé. Thì để mà có cái đường cổ này nó trơn đều ấy thì cái bí kíp ở đây là mình sẽ cho cái mật mũi chỉ này, cái mũi chỉ tức là giữa hai cái sợi chỉ, tức là giữa hai cái mũi chỉ nó đâm cách nhau ấy, thì nó mong một chút thì nó sẽ tròn hơn. Mình sẽ gạt gối lên này và cái tay này hơi kéo ra để tạo độ mò đấy nhá. Cái tay này này hơi kéo nhất một tí. Đó. Bắt đầu thả tay dưới ra thì cái tay trên giữ. Thì cái này nó sẽ ra khoảng 1.5 ly đến 2 ly. Câu hỏi của em là tại sao phải cách 1.5 ly đến 2 ly? Trong trường hợp nào thì cách số khác còn được không? Cái này làm hơi ngược tay một tí bởi vì nó là cạnh bên này. Thì may khoảng 2 đến 3 mũi thì chúng ta lấy lại xoay một lần. Câu hỏi của em dành cho mọi người là tại sao phải cách mếch. Cắm kim xuống này, quay tiếp này. Và đến đây thì chúng ta sẽ để im. Và chúng ta sẽ xem này, đằng này chúng ta sẽ vuốt nó, tức là sẽ để êm là dưới. Chúng ta sẽ thực hiện là may cách mếch. Cái chỗ này thì chúng ta, nếu như mà chúng ta sẽ ví dụ như là chúng ta mà không tra khóa này nhé, chúng ta em sẽ dạy mọi người hai trường hợp. Cái trường hợp này là không tra khóa thì mọi người sẽ đóng luôn cái đường này lại. Còn nếu mà tra khóa lên tận cổ thì mọi người sẽ không đóng. Thì để mà trước khi mà khép chu kỳ khép kín cái đường thứ ba này thì mọi người sẽ dùng tay này vuốt. Thì đây là cái kinh nghiệm, nhìn cái tay của em ấy nó sẽ tạo ra một cái cổ nó rất là đẹp luôn. Đây này. Đây. Mọi người nhé, cái này nó quan trọng này. Em nằm lại này. Tay này giữ ở bên ngoài đường chỉ này, kéo căng ra một cái lực vừa đủ. Cái tay này sẽ vuốt như thế này. Sau khi đặt tay đây, mình sẽ may dọc xuống phấn cách mếch. Thì đây là cách may cổ đây là cách may cổ mà chúng ta sẽ không tra nên kéo khóa lên tận trên này. Và nếu như kéo khóa lên tận trên này thì chúng ta sẽ không may đường này, chúng ta chỉ may đến đây thôi. Sau khi kiểm tra bên trái này, bên phải nó không bị sùi chỉ, bỏ mũi thì chúng ta sẽ cắt và kiểm tra cái đường này. Chúng ta lật đằng sau lên là xem cái kỹ thuật may của chúng ta là trơn chưa. Các bạn nhìn thấy nó trơn, như còn thậm chí là còn trơn hơn cả gì nhỉ, cả chúng ta vẽ bằng thước đúng không nhỉ. Thì là ok. Bên này này là chúng ta xem nó có cách mếch không hay là may nên mếch, là xem câu trả lời của bạn. Dành cho bạn là tại sao phải may cách mếch này là 2 ly, số khác có được không? Đó. Và các bạn thực tác nhé. Sau khi cũng đã kiểm tra rồi và chúng ta vuốt như này này, nó sẽ không có. Đó. Chúng ta vuốt như thế này, chúng ta giữ tay như này, chúng ta vuốt như thế này và chúng ta không có những cái bùng. Chúng ta không bùng thì như vậy là đã đạt được rồi. Chỉ chúng ta không sùi chỉ, bỏ mũi, chúng ta chắc chắn trơn đều. Thì bắt đầu chúng ta sẽ xẻo nhé. Chúng ta bắt đầu xẻo. Chúng ta không được xẻo sát nhé, mà chúng ta sẽ xẻo cách một phân.
lý do tại sao mà không được xào sát thì tí nữa em sẽ hướng dẫn. Còn cái phần này thì mọi người sẽ có thể cắt cách là khoảng 0,6, 0,5 đến 0,6 cm, kiểu này gì đấy. Bắt đầu đến cái đường cua này thì mọi người bắt đầu cắt nhỏ, cách nó khoảng 2 đến 3 lưu, tùy vào cái thớ vải nó bị cưa nhiều ấy, thì mọi người sẽ để xa một chút. Còn nếu như mà cái vải sợi nó đanh thì mọi người không nên cắt. Và đến cái đầu này nhé, mọi người này phải trả nó khoảng 8 ly đây. Mọi người nhìn nhé, cái đầu này mọi người sẽ trả nó là cái đầu này này, sẽ trả nó 8 ly, còn chỉ cắt sát ở chỗ đường cong này thôi. Nhưng nếu như cái vải này thớ nó hơi to, thớ hơi to này nó sẽ hay bị sổ chỉ, nếu mình cắt sát còn nó sẽ bị bục cổ. Còn ở trên này nó đã được cong đúng không ạ, thì mình sẽ bấm này. Kỹ thuật bấm của mình sẽ là gì nhỉ, để chéo 45 độ này và bấm. Câu hỏi thứ hai dành cho mọi người là tại sao mình phải bấm chéo 45 độ? Và mỗi một cái phần bấm này mình sẽ cách nhau khoảng độ 1.5 phân, tùy. Ví dụ cái cong cổ này nó cong ít mình sẽ bấm nó 1/2, ví dụ như là sau này mình sẽ cong nhiều mình sẽ bấm là 1 phân chẳng hạn, như thế càng cong ít mình càng bấm. Thì như vậy là cái mình sẽ phải kiểm tra đường may của mình, đường may của mình nó không đẹp thì mình không nên bấm, bởi vì bấm nên là mình hết cơ hội đúng không ạ. Đấy. Nếu mà chỉ chúng ta bị hỏng bị nại muối, và chúng ta sẽ xem nào, chúng ta sẽ có câu trả lời là để cho chỉ nó nộn và không bị cộm đường may mặt phải, không bị lé. Đúng rồi, chính xác câu trả lời của bạn Kim Vi thì tôi đánh giá là một người rất là có kinh nghiệm về may này, rất là tốt. Ok, bấm cổ để không có độ cong, tất nhiên bấm để bấm cổ sẽ để cong. Và bạn cứ viết cho tôi cái câu này ra giấy, đó là cong, tức là cong nóm thì bấm nhả, và cong nồi thì sẽ sửa sát. Đây này, trong cái trường hợp này thì sẽ có hai nó luôn, cái này nó nóm sâu xuống và cái này nó lồi lên, tức là nó giống như dấu ngã đấy. Cái phần này thì chúng ta sẽ bắt đầu là bấm, bởi vì để cho nó thoát đường may chúng ta kéo ra nên nó có một, nhìn thấy một cái đường hở này. Còn cái này thì chúng ta sửa sát để cho nó lộn cong ra, và chúng ta sẽ bắt đầu cho nó lộn nhé. Chúng ta để ngón tay cái này, cái tay này chúng ta sẽ bắt đầu dùng cái ngón tay cái này đặt vào đây, chúng ta bắt đầu vê và đẩy vải ra, tự nhiên nó ra hết thôi. Đó. Còn cái đường này này thì chúng ta sẽ cho cái ngón tay trỏ vào đây. Đó. Thì trong cái trường hợp này thì nó cái vải của tôi nó hơi dày thì chúng ta phải cắt chéo và cắt cách cái này khoảng 1.5 ly. Chúng ta nhét cái ngón tay vào đây và chúng ta sẽ gập như thế này. Đó. Và chúng ta sẽ cuộn thêm một lần nữa chứ. Tôi có thể may không giỏi nhưng cái thao tác của tôi rất nhớ nghề. Những cái gì mà có thể làm đẹp được cũng đã kinh nghiệm trau dồi. Ngày hôm nay truyền lại cho các bạn. Để tay như thế nào? Và chúng ta sẽ sử dụng một cái dùi. Chúng ta sẽ dùi nó ra để chúng ta tạo độ phẳng. Những cái vải này có vẻ nó hơi dày vậy. Nó sẽ đạt được cái độ vuông như này rồi. Và đây là sự cố gắng của tôi rồi. Nếu mà nó sẽ vuông như này là được. Còn nếu như mà chúng ta làm nó cố nó đẩy ra qua nó sẽ bị vỏ, nó sẽ không được đẹp. Các bạn nhìn thấy cái cổ này của tôi chưa là nó đã đạt được như thế này rồi. Okay. Cái này tôi chỉ là né xuống là chết ngay. Như vậy này các bạn sẽ thấy là nếu như chúng ta may sát thì chúng ta sẽ không kéo được cái phần này nó xuống, và mặt này nó sẽ bị hở như thế này, rất là xấu. Nếu như chúng ta mà để như thế này cũng đẹp hết nhỉ. Để như này kiểu như là lé đều ấy. Nếu như bạn có khả năng làm lé đều được thì chúng ta làm này đều nhé. Không, cái này chúng ta tí nữa chúng ta sẽ phải nà xuống như này là chết. Các bạn nhìn thấy không ạ? Chúng ta chưa là đâu, nhưng mà nhìn thấy cái cổ nó bắt đầu có dáng rồi. Cổ bắt đầu có dáng rồi, độ vuông nó có nhé. Và giải thích tiếp, các bạn có muốn nghe giải thích không ạ? Hay là next qua cho nhanh đi. Hãy đại diện comment đi ạ.
Chúng ta có muốn nghe giải thích tại sao để chúng ta nhớ được bài nâu không? Thực ra tôi thực hiện với kỹ thuật may của tôi thì tôi thực hiện không nhiều đâu. Nhưng mà tôi đảm bảo là kỹ thuật của tôi may mà để cho tôi ngồi tôi may ra một cái sản phẩm thì cũng ít có người chê lắm. Tự tin một điều nhé, mặc dù nớt nâu rồi không may. Chúng ta có muốn nghe giải thích không ạ? Thôi chúng ta sẽ thực hiện cái cổ thứ hai, các bạn không thích nghe giải thích thì thôi vậy. Chúng ta sẽ sang cái cổ thứ hai, cái trường hợp thứ hai nhé.